Xin chào, chào mừng tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với kênh EV Bất Động Sản. Thì hiện tại là MV đang có mặt tại trung tâm thương mại Vincom của đại đô thị Vinhome Grand Park. Thì em cũng là một trong những cư dân đang sinh sống tại đại đô thị Vinhome Grand Park, nên là em cũng rất mong chờ cái trung tâm thương mại này nó đi vào hoạt động. Thì dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào trước Tết âm lịch. Thì trung tâm thương mại này với diện tích sàn là 48.000m2, sẽ có 5 tầng, 1 tầng hầm và 5 tầng nổi. Thì bây giờ MV xin mời quý khách hàng hãy cùng MV á, mình đi tham quan một vòng đại đô thị Vinhome Grand Park cũng như là trung tâm thương mại ở phía ngoài nha. Vào buổi chiều tối như thế nào thì quý khách hàng hãy theo dõi video này của MV nha. Với diện tích là 48.000m2 sàn thì chắc chắn Vincom tại đại đô thị Vinhome Grand Park sẽ là Vincom lớn nhất miền Nam. Với phong cách mô hình là Light Design Mall, theo đại diện của đơn vị thiết kế của Vincom Mega Mall, thì tại Vinhome Grand Park sẽ hướng đến là địa điểm mua sắm, thưởng thức nghệ thuật và thiết kế mỹ thuật, tạo ra quá trình trải nghiệm khác biệt khi mua sắm. Mô hình không gian đồng sáng tạo dành cho người tiêu dùng. Hiện tại thì Vincom đang trong giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài và hoàn thiện bên trong, đang tiến hành đi hệ thống điện, máy lạnh và thang máy, và đã có cơ bản phân bổ mặt bằng cho các nhãn hàng. Có rất là nhiều brand nổi tiếng từ Vincom đồng khởi về đây. Khi vào hoạt động thì trung tâm thương mại Vincom Mega Mall chắc chắn sẽ là điểm mua sắm sầm uất cho cư dân Vinhome Grand Park cũng như là các cư dân lân cận. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần giúp Vinhome Grand Park gia tăng giá trị. Hiện tại thì MV đang có giỏ hàng của chủ đầu tư với giá tốt. Cô chú anh chị đang quan tâm những căn hộ mà gần trung tâm thương mại Vincom Mega Mall thì hãy alo cho MV qua số điện thoại 0789717170 hoặc để lại bình luận bên dưới video này. MV sẽ trực tiếp hỗ trợ cho cô chú anh chị. MV xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video kế tiếp.